Xin chào tất cả anh em cùng tất cả các bác trên toàn quốc nhé. Hôm nay bên em huyện Bắc Giang lại giới thiệu đến cho tất cả các bác, tất cả anh em về một lô máy Funeo hàng Việt Nam này. Con Sirius đời 2023 các bác nhé, 2023. Và một con ZX FI, Sanker. Và một con Super Dream và một con Uenfa đời 2003 lúc đen, 2002 lúc đen nhé. Thì anh em mà có nhu cầu muốn mua thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại là 0364011683 và 0983198883 và số Vinaphone là 0915198883. Thì anh em có thể liên hệ trực tiếp mấy đầu số nhé. Thì em bán thì đều có công khai giá tiền và mã nhá. Anh em ưng được cục nào thì anh em mua cục đấy. Đấy, có những cái video là hôm nào thì anh em cứ có thể xem và tham khảo từ hôm đấy nhá. Thì hôm nay em giới thiệu từng con một. Thì đầu tiên thì bên em sẽ giới thiệu cho các bác là một con phiêu leo nhá. Đấy, phiêu leo. Đây. Đây các bác nhá. Đấy, thì âm thanh ánh sáng nó rất là rõ nét để giới thiệu chân thực đến cho tất cả các bác, tất cả anh em. Anh em ưng được con nào thì anh em mua đấy nhá. Thì đây, con này là phiêu leo Hà 2010 GT nhá. GT. Con này rất là vip luôn. Thì con này giờ em đang chào bán cho các bác là giá 6 triệu. Con này là mã S96 nhá. 6 triệu thì cái này em có bớt cho các bác 200 đủ dầu. Đấy, anh em nhìn cốt máy này gần như mới nhá. Con này máy mộc nhá, em chưa vệ sinh. Đây này, chân đạp còn khi còn chưa đạp với các bác nhá. Đấy, bên này nó hơi vận chuyển hơi vỡ một tí thôi. Phiêu leo GT rất là đẳng cấp rồi. Đó nhá, Mitsuba. Chế Kenhin. Đấy. Tất cả mọi thứ nó đều là zin đét các bác nhá. Đây. Quay từng góc cạnh chi tiết các bác ưng được và anh em chỉ gác cái xe là chạy thôi và nó sẽ theo full như các bác là dàn điện này, IC con nạp cần đạp con số lọc gió nhé, đầy đủ hết. Đây, IC con nạp xịn hết trong này nhé. Đấy, IC con nạp xịn hết trong này. Đấy, đều là đồ xịn hết, lọc gió đây. Thì anh em chốt được con này thì là giá 5.8 triệu mã S96 các bác nhé. S96 giá là 5.800.000 đồng bao ship nha các bác nhá. Rồi em qua mã con này thì em sẽ giới thiệu các bác một con con Sirius. Đây, tiếp theo con Sirius các bác nha. Đây. Máy siêu nét, siêu vip đây rồi. Con này là con Sirius các bác nha. Đầu bùa là IV49 này. Con này là đời 2022 các bác nhá. Sang 2023 rồi, em vừa báo nhầm. Đây, anh em nhìn này, tất cả mọi thứ đều là sắc led, nó gần như là 100% rồi. Máy rất là đẹp. Con này giá 5 triệu rưỡi nha các bác nhá. Con này là mã S97 này. S97 giá 5 triệu rưỡi nhá. Đây anh em nhìn này, hốt máy gần như 100% nhá. Đấy. Nó đều là zin hết các bác nhá. Máy móc côn zin, điện zin, vách chữ chia trẻ, con này siêu đẹp rồi. Đây, cái dòng IC ngắn này thì con này là đời 2022 các bác nhá. Đấy, IC ngắn. Đấy, kèm theo các bác cả bộ bình xăng này đó, bình xăng lớn nhá. Lọc gió này. IC con nạp mô bin sườn này đầy đủ hết nhá. Đấy, rất là ok. Mũi quá. Rồi anh em nhá, đây thì con này là đây, em đang chào bán con này giá 5 triệu rưỡi nhá. Con Sirius đời 2022 mã đầu bùa đời cao này, IV49 này. Đấy, IC ngắn này, mô bin sườn rồi. Đấy, tất cả mọi thứ nó đều lét lẹt lẹt, máy móc lổ êm ngon không khoái các bác nhá. Con này siêu đẹp rồi. Con này là Sirius GC. Đấy, bản vành phụ đúc vành đĩa các bác nhá. Máy rất là chất. Rồi, tiếp theo qua mã đi. Em giới thiệu các bác một con thứ ba. Nói chung là cứ lâu lâu thì bên em lại về một lô máy đẹp, một lô máy xấu, máy đẹp thì bên em đều có hết. Máy tầm tiền bao nhiêu, có nhiều bác cứ lựa chọn tham khảo. Đấy, máy đẹp hay máy là như thế nào thì đây. Giới thiệu các bác một con phun xăng điện tử GSX FI. Con này là S80 ghi lại mã đây. 88. Con này là mã S88 các bác nhá, mã giá 33.6 các bác nhá. Hả? À, quên nhầm. Em chưa nhìn chế. Con này là con ZX Sanker. ZX Sanker. Đây. Con này là đời 2014 các bác nhá. Đời 2014. Côn zin, điện zin, vách giữa chia trẻ, phủ đầy chưa thay, S88 giá 3.6 triệu. Nó cái loại này giờ SX thì nó đắt hơn cả UA các bác nhá. UA 110, con này đắt hơn. Nhưng mà con này đời nó hơi sâu một chút. Đời 2014, nhưng mà máy móc nó đẹp, anh em nhìn này.
đấy, nó không khác gì con đời 2022 cả. Máy rất là đẹp, rất là chất chưa các bác chưa. Con này lỗ rất là ngon. Máy đẹp chất. S88 giá 3,6 triệu. Chế hòa khí cơ nhá. Phun xăng cơ chứ không phải điện tử các bác nhá. Đây. Đây. Cái này các bác biết là cái gì không? Đấy, nhiều cái là bên em cái này là cái đường ống hồi xăng thừa. Ở trong này nó có cái than nhá để chống bay mùi hơi xăng này. Đấy. Thì cái đời này nó có nhưng về đời sau cắt không có cái ống này các bác nhá. Đầy đủ cần đạp, cần số, IC, con nạp đầy đủ nhá. Con này giá 3,6 triệu đồng bao ship nhá. Máy móc lỗ cực kỳ ngon. Và con này bên em có clip lỗ nhá. Máy lỗ rất là chất luôn. Đấy, rất là chất nhá các bác nhá. Rồi, tiếp theo con thứ tư đi. Đấy, lâu lâu bên em lại quay máy. Anh em vừa xem kênh vừa để ý đăng ký kênh nhá. Sau có video là hay, anh em có thể xem được. Rồi, tiếp theo giới thiệu các bác một con Super The Gym S98. Con này giá 5,6 triệu các bác nhá. Đây 5,6 triệu. Đây. Chế hòa khí này. Zin nhá. S98 5,6 triệu. Máy móc lỗ ngon êm không khói. Cốt máy anh em nhìn đạt gần như 100% nhá. Con này máy móc nó bị hơi chóc sơn một chút thôi. Hơi chóc sơn nhá. Con đầu bò là HVN 58 này. Đấy, con này rất là đẹp. Đấy. Con này giá 5,6 triệu các bác nhá. 5,6 triệu, máy rất là ngon luôn. Con này nó hơi vỡ một đêm một chút này. Thì con này nó theo phun dàn điện nhá. IC con nạp, cần đạp, cần số, phun dàn điện. Đấy, con này là máy móc cực kỳ ngon luôn. Con này là thay côn. Côn nó thay bú ba càng này. Máy lỗ rất là êm nha các bác nhá. Đấy, nên là củ đài chưa thay này, đầu bò chưa tháo. Con này đời cao, mã đời của nó sẽ là 2012 các bác nhá, 2012. Máy móc cực kỳ ngon luôn. Thì con này đây. Anh em nhìn nhá. Đấy. Con này đầu bò zin này. Đấy. Rất là ngon. Nếu anh em về sang vách nhá. Anh em về sang vách cái là cũng ok luôn. Đấy, nó con này nó hơi bị gọi là chóc sơn một chút thôi. Cốt máy đẹp. S98 giá 5,6 triệu bao ship. Đấy, bao ship cho các bác nhá. Đấy, máy móc lỗ rất là ngon, êm, không khói. Rồi, qua mã đi. Con này Dream Việt nhá các bác nhá, Dream Việt. Rồi, tiếp theo để giới thiệu các bác một con con này là con Uy Alpha đời 202. Uy Alpha 202 máy đen nhá. Con này máy móc lỗ cực kỳ ngon, êm, không khói. Đấy, lốc cong này, con này rất là hiếm các bác nhá. Rất là hiếm. Con này S99 giá 3,8 triệu các bác nhá. Con này cũng theo phun dàn điện ấy, là cần đạp, cần số, chế hòa khí, dây điện, IC, con nạp đầy đủ nhá. Con này zin toàn bộ này. Đấy, zin toàn bộ. Anh em mua được con này thì anh em có thể kết nối nhá, giá 3,8 triệu. Đấy, 3,8 triệu đồng bao ship nhá. IC, con nạp, cần đạp, cần số, dây điện đầy đủ nhá. Máy móc rất là ngon, êm. Để em quay cận cảnh chi tiết nhá. Từng góc cạnh một đấy, anh em ưng được con nào thì anh em có thể lấy con đấy nhá. Con này KM6 này, đầu bò HVN này, Honda lốc cong này, màu đen đấy. Và anh em có thể lắp cho Uy Thái được, Uy Thái 110 được, Uy Thái 100 nhá. Thì con này lỗ rất là ngon, kèm theo cần đạp, cần suối. Con này là mã S99 nhá, giá 3,8 triệu. Đấy thì em cũng quay sơ qua để các bác tham khảo và lựa chọn nhá. Anh em có nhu cầu mua thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho bên em nhá. Quyết Bắc Giang 0364 011683 nhá. Rồi em kết thúc video, chào tất cả các bác, tất cả anh em.